Xin chào mọi người. Cái video này mình sẽ nói về đồng link, link và link. Ngay bây giờ là 8 giờ 38 phút à, tối ngày 11 tháng 12 2023. Mình xin lỗi về cái vấn đề âm thanh, mình đang ở nhà. Mình ở bên một cái chỗ người ta rất là thích cắm trại. <laughs> ok. À, chuẩn bị tới đây à, đâu khoảng 10 giờ mình sẽ nhảy qua văn phòng chuẩn bị cho cái phát trực tuyến 11 giờ tối nay. Đồng link nhảy với luôn. Mình đang nằm trong cái khung tuần về sóng của link thì đây là sóng 1, sóng 2, sóng 3, sóng 4 và sóng 5. Vừa rồi, nghe là đồng link nó phá vỡ ra cái cái khung của nó, cái tù của nó và nó đánh vỡ là con con giá uh, từ nghe từ 9.5 có thể lên tới cái đỉnh kế tiếp của nó là tới 18.3 lần là đây. Đâu khoảng ở đây. Cái okay, đâu, đâu đây. Đâu đây. Uh, bởi vì tại sao mình nói như vậy? Ok thì chút nữa mình sẽ chia sẻ cho bạn suất nha, có hai trường hợp ngay bây giờ. Nếu mình nhìn ra cái khung tuần á mình thấy nó cái sự uh, vừa rồi nó hồi lại ấy, rất rất là nho nhỏ. Nhưng mà lúc mình nhìn vô cái uh, gọi là cái khung gì? Nếu mà mình nhìn vô cái khung uh, khung giờ thì bạn có thể thấy là nó rất rất mạnh, đúng không? Nó rất rất mạnh. Nếu mình dùng vô cái khung giờ thì nhiều lúc nó vậy. Nhiều lúc mình tập trung cái thời gian càng ít thì cái gọi là cái gọi là cái cái sự chính xác nó càng nhiều ok thì mình đây thì mình muốn nhìn vô cái khung tuần ok mình xin phép đổi qua mình đổi nó qua cái khung ngày chút xíu bạn có thể thấy luôn là cái sự hồi của nó không đáng là bao nhiêu nha thì có nghĩa cũng giống như cái đồng Ethereum vừa rồi vẫn có thể là cái sóng số 3 vẫn tiếp tục chứ không phải gì hết có nghĩa là nó vẫn còn lên vừa rồi nó lên nó đánh vỡ được 15.7 16.1 16.6 chưa đánh vỡ được 17.7 nha và 18.3 và nếu là vào đây để nói luôn là vừa rồi là nó lên được là nó lên được tới 12 .3, 17 3 là nó hồi okay? bởi vì tất cả mọi thứ nó sập ngày hôm nay về đếm sóng thì đây là gọi là ok mình đi lại một chút xíu đây sống 1 sóng 2 sóng 3 sóng 4 và sóng 5 chừng nào một là có thể là sống 4 đã bắt đầu rồi nha đã bắt đầu rồi hai là sóng 3 sẽ râu riêng lên thêm một chút xíu nữa. Cái riêng lên chút xíu nữa rồi nó mới hồi. Nhưng mà lúc nó hồi sóng 4 á, thì nó rơi tầm những cái con giá này. Cũng vẫn vậy. Nghe cũng giống như những video trước là 12.8, 11, 9.75. 9.75. Xác suất là con giá là khoảng cỡ nó rơi vào con giá 11. Nhớ lúc nó hồi lại nó phải giữ ở trên 9.5 thì nó mới mới là bullish có nghĩa là sóng số 5 mới xảy ra còn nếu nằm dưới dưới 9.5 thì có nghĩa là có thể là under nè, under có nghĩa là bearish, có nghĩa là rất là xấu và sóng số 5 sẽ không được diễn ra luôn. Rõ ràng sau sóng số 5 á, thì là ngay bây giờ là xác suất là nó sẽ có 3 sóng hồi hoặc 5 sóng hồi. Ở đây mình chỉ nghĩa mình vẽ chỉ có 3 sóng hồi thôi. 3 sóng hồi rồi, sau đó là một sự đột phá. Đây mình vẽ thêm nữa 1 2 3 4 5, ok. Nếu mà năm sóng có nghĩa là tất cả mọi thứ quay lại, ok, à, bằng đầu với con giá rất rẻ ok vô lại cái vùng uh, 9 đô rưỡi tám đô rưỡi ok nguyên cái khung này của nó này ok cả cả bao nhiêu bao nhiêu thời gian đúng không bao nhiêu thời gian như là 17 tháng bây giờ mình nhảy qua cái khung uh, khung giờ chút xíu và để mình uh, chia sẻ vài cái suy nghĩ cho bạn vừa rồi lúc cái sóng hồi này nó đi xuống á đây bạn có thể thấy đây là một nè đây là hai nè đây là ba nè lúc mà ba sóng hồi như vậy á xác suất là nó sẽ bung ok thì bởi vì vậy là nó đã bung rồi thì bởi vì vậy mình dùng như vậy. Và mình cho bạn cái gọi là cái uh, những cái con giá mà nó sẽ cắn. Vừa rồi nó bung như vậy á, nó có thể bung tới 17.7 lần, ok 18.3 lần, vừa rồi nó ngừng ở 17. 17.3, kia okay, đây 17.7, nó okay, kia chưa đụng 17.7, chưa đụng 18.3. Nhưng đây là vừa rồi là cái sự Bitcoin nó sập đúng không? Tất cả mọi thứ nó sập theo, ok. Bạn thấy nó sập rất sâu. Ok, nó rơi xuống tới cái con giá là tới 13 lần, ok rồi sau đó là nó rút lại liền với cái vấn nó rút lại đâu khoảng cỡ con giám là 14.8 bằng tắt đi tất cả mọi thứ thì bạn thấy 14.8 là đây là cái đỉnh nè của nó đây là đỉnh nè ok và đây cũng là cái đỉnh gần đó ok thì nó đang tụ hợp ngay ở cái vùng đó luôn ok nếu mà bạn thấy ở đây nó có một sự đột phá đi lên lại thì có nghĩa rằng có nghĩa rằng nha là sóng số 3 sóng số 3 đang được vẫn diễn ra trong cái gì hết đang được diễn ra. Nhớ là sóng số 3 là sóng này, ngay đang sóng sóng này nhưng mình nằm trong cái khung giờ thì là vậy. Cái okay, mình diễn nó mình đổi nó đây. Nếu nó có một sự đột phá đi lên ngay bây giờ. Đột phá đi lên ngay bây giờ. Ok. Sóng số 3 rồi sau đó là mình có cái sóng số 4 đúng không? Ok rồi sau đó mình có cái sóng số 5. Nếu ngay bây giờ mình có một cái sự đột phá đi lên. Nhưng nếu mình không có một sự đột phá thì đây là những cái sóng xuống. Ok, sóng 1, sóng 2, sóng 3. Ok, sóng 4 ok 65 ok thì nó xuống và nó rơi vào đây là những con giá đây là những con giá trong cái khung giờ là 13 5 12.75 12.3 11.6 10 .5, à, 5 và cũng là 9 chấm 75 ok nhớ là lúc nó hồi nó phải giữ ở trên con 9 9 5 để có cái sóng số 5 nó mới có đây là sóng số 4 này ok rồi sau đó là sóng số 5 nó mới xảy ra còn không có thì tất cả mọi thứ sẽ quay lại ok à, vừa rồi bởi vì nghe dựa theo những gì mình thấy trên bàn ngay bây giờ cái đầu tiên ok mình sẽ đổi cái cái vàng này nè thành một màu, màu đen để mình dễ nhẹ ngọc nhầm ngỏ hơn ok nhớ một cái vàng như vậy hai đường chỉ màu đen chút đầu đi lên như vậy á xác suất là 60 phần trăm phá vỡ đi xuống vào đây bạn có thể thấy là vừa rồi 60 phần trăm là nó đã, đã phá vỡ đi một cái vèo đi xuống Ok thì cái đó là xác à, thật rồi Ok à, um, thì có thể xác suất nhiều có thể là đây là sóng số, số 1, số 2, số 3, số 4 và có thể là uh, sống số 5. Nếu ngay bây giờ nó không có một sự đột phá, nhà một độ không có một sự đột phá ngay bây giờ thì có nghĩa là nó vừa rồi nó rơi ra hai cái vành đen này, cái okay? rơi ra khỏi cái vành đen này, có nghĩa là xác suất đó là cái tín hiệu đầu tiên gọi là xuống xuống và và xuống thêm. Okay? Um, để ý cái trend line này ngay bây giờ bạn có thể sử dụng nếu mà nó bật đi vô lại á, có thể đó là cái tín hiệu đầu tiên là lại còn là nó vật lại và đi lên có nghĩa là sóng số 3 vẫn có thể dời nghe sóng số 3 này vẫn có dời cũng giống như cái đồng ethereum vừa rồi nghe cái đồng ethereum cho những người nào nhớ là nó sóng số 3 nó, nó gọi là nó dây dư rất cao nghe nó, nó, kéo thêm rất cao còn nếu ngay bây giờ mà nếu nó nó sập đi xuống luôn á thì đây là cái cái sóng mà mình có thể đếm đến một đây cái okay, một đây hai ba ba có thể dài hơn nữa ok bây giờ ba cái okay, 3 ba rồi sau đó là 4 và 5 ok à, và nó sẽ rơi vào những cái con giá này ok đây là những cái giá chống lưng trước khi nó bay 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 lên xác suất ngay bây giờ dựa theo tất cả những gì mình thấy á, nó sẽ xuống nhiều hơn lên bởi vì sao nó đang nằm dưới cái vành đen này ok đây là những gì mình thấy trên bàn thôi nó nằm dưới cái vành đen thì xác suất là xuống nhiều hơn lên ngoại trừ nó vật lại nghe và bắt đầu đi lên và cũng không chỉ vậy nữa nó cắn luôn cái con giá này là 15.6 ok thì đây mình uh, sửa cái con này đi 15.6 Ok 15.6 Đây Và đây Và mình dán nó lên đây Và mình có thể là Cho nó một cái màu khác luôn Cho nó mình màu đỏ luôn Ok Và nó là đậm nhất có thể Ok Đó Đó là màu đỏ Ok à, Nếu Vô lại vành đen Cắn con giá này Ok Ờ à, Uh, hoặc có thể cắn luôn cái cái đáy này ok thì đó là những cái tín hiệu nó nói lên dẫn dẫn lên cái con đường là lên lên và lên cho bạn nghe lên lên và lên ok thì đây là những gọi thêm những con giá này cho bạn đây mình sẽ làm nó đậm hơn cho bạn chút xíu uh, để ý ngay bây giờ để cho cái xác suất là biết cái sóng nào nó đang diễn ra sóng số 3 được tiếp tục nghe sóng số 3 được tiếp tục hay là hay là sóng số 3 này dưới này tiếp tục sóng số 4 và sóng số 5 thì để ý cái vành đen này nếu nó lên lại vành đen thì có nghĩa là nó vỡ, cái sóng số 3 vẫn chưa kết thúc nếu nó tiếp tục đi xuống ngay bây giờ đang tiếp tục xuống không thì có thể là đây là cái sóng số 3 và sau đó mình có sóng số 4 và sóng số 5 thì đó là vậy ok đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này để ý cái trendline này vậy thôi xin chào mọi người